Hello, xin chào các bạn về kênh của Nguyễn nha. Thì hôm nay mình sẽ trả lời cái hàng xe máy VinFast cập nhật những cái dòng xe máy mới nha. Đầu tiên em chào chị Thu nha. Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đến với xe máy Dũng Đại Phát nha. Dạ. Địa chỉ cửa hàng mình là số 520-20 quốc lộ 13 Tân Định, Bến Cát, Bình Dương. Các bạn đi đến cổng chính khu du lịch Đại Nam, chạy lên 1,5 km cửa hàng bên tay phải đường. Các bạn đi từ hướng Mỹ Phước xuống thì các bạn đến đèn xanh đèn đỏ của cổng Đại Bu, nhìn bên tay trái đường là thấy cửa hàng xe máy Dũng Đại Phát nha các bạn nha. Dạ. Hôm nay Thu sẽ giới thiệu cho các bạn một cái dòng xe mà mình đồng giá, mình chỉ cần là trả trước 3 triệu đồng là mình cũng có thể nhận xe rồi. Thì đây là một cái dòng xe mà của nhà Honda rất là hot luôn, mà được các bạn trẻ ưa chuộng hay là cô chú lớn tuổi cũng đam mê nó. Đấy là dòng xe Honda Vision nha các bạn nha. Đây là Honda Vision, một dòng xe rất là hot trend hiện nay đối với những cái màu sắc 3D, phiên bản 3D tại cửa hàng xe máy Dũng Đại Phát. Thì em có lên là màu sơn 3D như này. Dạ. Thì đây là màu xanh ngọc. Xanh ngọc thì được lên từ là một cái màu xanh của bản mà xanh gốc của nó là xanh, bản đặc biệt của nó là xanh hơi nhám nha các bạn nha. Thì cửa hàng lên là xanh ngọc như thế này và xanh xi măng như thế này, xanh nhẹ xi măng thôi. Đối với dòng xe này thì hiện tại nó đang có cái mức giá là 35.900.000 thôi. Mình sẽ trước tầm là 3 triệu đồng là mình có thể nhận xe rồi nha. Dạ. Ngoài ra thì mình sẽ có cái phiên bản là cao cấp. Thì cao cấp thì nó sẽ có là màu trắng và màu đỏ. Thì đối với dòng xe Vision có cao cấp trắng và đỏ, nó đang có cái mức giá là 34.900.000. 34.900.000. Thì dòng xe đây là những cái màu riêng hết luôn, trước tầm rất là đẹp. Sao em? Đây là dòng xe mà mình đăng ký á, là chỉ có biển số ở huyện là 2% thôi. Còn giá xe mình báo là bao gồm thuế VAT VAT rồi nha các bạn nha. Yeah. Đầy đủ. Còn ngoài ra thì cửa hàng có thiết kế lên cái một cái mặt nạ sọc như thế này. Thì đây là mặt nạ mà khi mà khách hàng gắn á, thì mình cũng được trả lại cho mình cái mặt nạ zin của nó. Còn nếu như mà mình không thích thì mình sẽ gắn một cái mặt nạ zin nó như thế này nha các bạn nha. Gắn khi mà gắn phụ kiện hay định vị á, thì bây giờ khách hàng gắn định vị rất là nhiều. Ví dụ như mình gắn cái định vị thì nó sẽ cài đặt trên app điện thoại của các bạn, xe đi đâu vị trí nào thì mình cũng biết được và an toàn cho xe, chống trộm chống cướp luôn nha các bạn nha. Còn đây là cái màu đỏ mà đỏ zin của nó cũng rất là hot đây các bạn nha. Đây, mình chỉ cần trả trước là 3 triệu đồng là mình nhận xe. Lùi ra đây thì mình cũng có cái xe mà Raider, một cái dòng xe Raider mà em đang trợ giá rất là tốt trong cái tháng 6 này. Thì anh em, giới trẻ, bạn bè nào mà đam mê đối với dòng xe Tycon phân khúc 150 Raider này á, thì mình chỉ cần trả trước là tầm là 4 triệu đồng là mình có thể nhận xe rồi. Mà giá xe thì đang có giá là 44 triệu mà được giảm 2 triệu. Mình chỉ còn 42 triệu thôi mà mình trả trước tầm là 3 triệu cũng được, là cũng có thể sở hữu ngay em Raider này rồi nha. Raider thì nó có xẻ đèn hậu trước, đèn hậu sau. Mình không thích, mình tích xi nhan vào trong là rất là ok tại cửa hàng nha. Cái thứ hai nữa là dòng xe mà Sachia chính hãng, nó đang được trợ giá với cái giá là 52.500.000. Các bạn trả trước tầm là 6 triệu đồng là mình có thể nhận xe rồi. Màu sơn mà khi mà các bạn lên sơn tại cửa hàng xe máy Dũng Đại Phát mà lên sơn 3D như vàng đen như thế này này, phí lên màu của nó chỉ là 1,5 triệu thôi. 1,5 triệu màu sơn thôi. Xe màu nào cầm về màu đấy, bao toàn quốc cho tất cả khách hàng nha. Còn phía sau này đi xuống đây thì em sẽ có bản cao cấp màu trắng ở trên bục này. Thì mình cũng trả trước tầm là 2-3 triệu đồng để nhận xe. Còn đây là có một màu xám nha. Dạ. Của bản mà Vision thể thao. Vision thể thao thì nó có màu xám đen này, mà màu đen đỏ. Thì đối với xám đen á, thì nó đang có cái mức giá là 38.500.000. Còn đối với màu đỏ thì nó đang có mức giá là 38 triệu. Thì các bạn nha. Dạ. Đi xuống đây một cái dòng xe mà các bạn hay hỏi rằng là giá Vario hiện tại hôm nay là bao nhiêu và trả trước bao nhiêu để em có thể được nhận xe. Thì đối với dòng xe Vario phiên bản cao cấp này ạ, đang có cái mức giá là 43.500.000. Đối với bản cao cấp chìa khóa xịt mắc cây với màu xanh, màu trắng, màu đen, đấy là phiên bản cao cấp nhất của Vario 2023. Cái dòng xe này là dòng xe nhập khẩu từ Indo nha các bạn nha. Dòng xe nhập khẩu từ Indo và có chìa khóa xịt mắc cây đây, cổng sạc USB ở đây luôn. Rất là tiện nha cho các bạn nha. Và cái cốp mà cũng rất là học rất là sâu nha các bạn nha. Thường trên xe được đánh mã vạch QR của hải quan về đến Việt Nam nha các bạn nha. Mà cái cảng ở đường sau xe thì nó là một cảng nâu rất là sạch luôn. Thì mình trả trước tầm là 3 triệu đồng là mình có thể nhận xe rồi. Ngoài ra, đối với bản tiêu chuẩn của Vario
màu zin của nó thì đang có cái mức giá là 42 triệu. Nếu như mà mình lên màu sơn 3D như ví dụ như xanh ngọc hay xanh xám như thế này thì mình cộng thêm là 1,5 triệu đồng phí màu sơn. Xem màu nào cả vệt màu đấy bao toàn quốc cho các bạn. Và cái chính sách bảo hành của dòng xe Vario nhập khẩu này này, nó sẽ không có chính sách bảo hành, nhưng cửa hàng xe máy Dũng Đại Phát cấp sổ bảo hành cho các bạn tại cửa hàng. Và đối với màu sơn thì phí lên sơn bảo hành là 1 năm. Có nổ sơn bong chóc các bạn mang ra cửa hàng để được các thợ anh kỹ thuật Vin hỗ trợ mình bảo hành cho mình nhé. Yeah. Và đây mình cũng có một cái bản mà 2022 mình được lên màu xám ánh tím, một cái màu rất là hot trend theo cái điện thoại iPhone 14 mà được các đông đảo các bạn trẻ ưa chuộng. Thì đối với bản này đã có cái mức giá là 42 triệu đồng, mình cộng thêm 1,5 triệu màu sơn như này là 43 triệu 500, mình trả trước 3 triệu là mình có thể xin ngay xe này rồi. Ngoài ra cửa hàng đang có thu xe cũ đổi xe mới, các bạn có những cái chiếc xe cũ của mình mà không muốn thay đổi phong cách phong thủy và thay đổi mẫu mã mới của 2023 thì mang ra cửa hàng. Cửa hàng sẽ bên thu mua sẽ thu trực tiếp tại cửa hàng, chỉ cần có cái cặp vẹt đấy thôi, không cần phải ra công chứng gì hết. Báo giá cho các bạn ok là các bạn vào đổi sang chiếc xe mới không cần phải bù tiền. Ngân hàng thì cửa hàng mình có 4 ngân hàng hỗ trợ các bạn, thì ngân hàng HD, MB, Homedit hoặc là VBank. 4 ngân hàng ở tại cửa hàng hỗ trợ các bạn và các bạn trả trước 40% giá trị xe của tất cả các dòng xe mình nhận gói cam kết gốc nha các bạn nha. Yeah. Các bạn mua xe thì hãy liên hệ với Thu bằng số điện thoại 0978 345 896, liên hệ trước để được hỗ trợ sang xe từ 500 đến 1 triệu đồng và trợ giá cho các bạn một cái giá tốt nhất tại cửa hàng xe máy Dũng Đại Phát, số 520/20 quốc lộ 13 Tân Định, Bến Cát, Bình Dương. Mình mua xe thì sẽ được ưu đãi và hỗ trợ từ 18 tuổi đến 60 tuổi trở lại. Và chính Thu là người hỗ trợ các bạn, không cần phải thông qua nhân viên. Giá Thu báo tại cửa hàng xe máy Dũng Đại Phát là giá xe cam kết 100% đã có thuế VAT đầy đủ rồi, mình chỉ có phí biển số thôi. Nên các bạn mua ngay thì hãy liên hệ Thu ngay nha các bạn nha. Rồi, cảm ơn các anh chị đã xem video của Thu. Hẹn và gặp lại các video sau. Xin chào. We'll be right back.